Bây giờ Hương sẽ chia sẻ cho bạn cách làm. Qua rồi cái thời tập trung vào hàng trăm ngàn, hàng triệu lượt follower, bây giờ là thời điểm mà bạn cần phải tập trung vào doanh thu và lợi nhuận mỗi tháng. Mức độ thành công trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn được đo lường bằng doanh số và lợi nhuận mỗi tháng thu về. Bí mật số 1, tạo ra một kênh nhất quán xuyên suốt với một ngách sản phẩm khá nhỏ, từ 1 đến 3 sản phẩm. Điều này sẽ giúp khán giả dễ nhớ tới bạn hơn và ai cũng thích mua hàng từ một chuyên gia thấu hiểu thực sự. Chỉ tập trung vào 1 đến 3 sản phẩm cùng ngách khách hàng để bắt đầu. Bí mật số 2, sử dụng hashtag chuẩn. Hashtag chuẩn sẽ giúp nền tảng nhận diện được đối tượng khách hàng bạn muốn hướng đến là ai, sẽ giúp nền tảng của mình phân phối đến đúng người hơn. Bí mật số 3, chọn những sản phẩm có sự mua đi mua lại nhiều lần của khách hàng và sẵn sàng chạy quảng cáo. Khi mà mình chọn những sản phẩm mà khách hàng có cái tần suất mua lại cao thì có nghĩa là ở cái đơn đầu tiên họ mua, mình sẵn sàng không có lợi nhuận để lấy tiền đấy chạy quảng cáo, và sau đó họ mua lại những cái đơn tiếp theo, thì chúng ta sẽ có cái lợi nhuận trọn đời trên mỗi khách hàng khá là cao, nên mình sẽ sẵn sàng chi ra một khoản tiền, và việc chạy quảng cáo cũng kéo thêm nhiều lượt follower vào kênh của mình. Bí mật số 4, bán đa nền tảng. Một video sản xuất ra, bạn đăng lên cả TikTok, cả YouTube Short, Reel, thước phim của Facebook, và bạn sẽ nhận ra rằng một số video ở nền tảng TikTok thì nó không lên xu hướng, ở trên thước phim nó lại lên xu hướng, và ở trên YouTube Short nó lại không lên xu hướng, và ngược lại, có những lúc ở trên kênh này nó lên xu hướng, kênh khác nó không lên xu hướng. Đôi lúc nó cũng có những video cả ba nền tảng lên xu hướng. Bí mật số 5, tạo cho mình một kế hoạch xây video lâu dài. Có bao giờ bạn sáng tạo video được một đoạn một vài ngày xong mình nản, mình bỏ cuộc không? Đó là do bạn chưa có một kế hoạch xây video lâu dài chuẩn. Nhiệm vụ của bạn là phân chia thời gian ra, một ngày chuyên để viết nội dung, một ngày chuyên để quay và một ngày chuyên để edit. Thì lộ trình nào dành cho người mới xây kênh, bạn không thể nào nhập một lô hàng về hoặc là OEM ngay một thương hiệu để bán. Nhưng bạn vẫn phải nghĩ tới cái việc xây cho mình một đế chế kinh doanh online sau này. Mọi sự thành công đều có những bước đi đầu tiên. Chúng ta hãy nghĩ lớn nhưng bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé. Như vậy, làm thế nào để người mới bắt đầu vẫn có một chiến lược kinh doanh đúng, vẫn đang trên con đường tạo đế chế kinh doanh online cho mình và không chịu rủi ro? Đó là chúng ta sẽ làm theo lộ trình như sau. Bước 1, hãy bắt đầu bằng công việc xây dựng thương hiệu cá nhân và bán hàng bằng hình thức làm affiliate marketing, hay còn gọi là tiếp thị liên kết. Bạn cứ chọn một vài sản phẩm mà bạn thích, bạn muốn kinh doanh, đang có sẵn ở trên thị trường, và chúng ta cứ xây dựng thương hiệu bình thường, và mình lấy cái sản phẩm đó để mình xây dựng thương hiệu, và mình cứ làm kinh doanh như bình thường, không cần nhập hàng, không cần phải bỏ vốn ra. Và Hương cũng xin khẳng định với các bạn rằng chỉ cần làm tiếp thị liên kết, bạn cũng có thể mang về thu nhập rất cao mà không cần phải nhập hàng. Năm 2024 này thực sự là một năm bùng nổ với mảng tiếp thị liên kết, và Hương tin rằng nó sẽ còn bùng nổ trong suốt nhiều năm tiếp theo. Tiếp thị liên kết đang là xu hướng không chỉ ở trên toàn thế giới mà ngay tại Việt Nam mình. Tiếp thị liên kết giai đoạn này đang thực sự rất sôi động. Bạn có thể kiếm được thêm vài triệu đồng mỗi tháng, vài chục triệu mỗi tháng, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi tháng hoặc hơn từ mảng tiếp thị liên kết affiliate marketing này. Và việc duy nhất bạn cần làm để có thu nhập cao là sáng tạo video hấp dẫn liên tục và có thể kết hợp với livestream nếu bạn muốn. Việc làm affiliate marketing đã giúp cho khá là nhiều người mà trước đây họ là công nhân, kỹ sư, giáo viên, nội trợ, học sinh, sinh viên. Bây giờ đây họ đã chuyển hẳn sang một công việc mới, sáng tạo video và làm affiliate marketing tự do, không cần bỏ vốn, không cần nhập hàng. Và đó mới chỉ là giai đoạn ban đầu. Sau một thời gian, khi bạn xây dựng được thương hiệu cá nhân, video của bạn đã có nhiều người biết đến, thì bạn sẵn sàng deal với các thương hiệu riêng để bạn có mức hoa hồng cao hơn. Ví dụ ban đầu bạn chỉ có mức hoa hồng là 10-20%, nhưng khi thương hiệu của bạn lớn, video của bạn có nhiều người xem rồi, bạn sẵn sàng deal với những nhà cung cấp những sản phẩm mà bạn thích, hoa hồng có thể lên tới 20-30% hoặc hơn trên mỗi đơn là chuyện rất bình thường. Đó là lý do tại sao đối với bạn làm tiếp thị liên kết này thì càng về sau đi càng lâu đồng hành với nó, thu nhập của các bạn sẽ càng cao. Và bạn hoàn toàn có thể chỉ dừng lại ở việc làm tiếp thị liên kết mà không cần phải nhập hàng, không cần phải tạo thương hiệu riêng cho mình, chỉ làm tiếp thị liên kết thôi. Thích làm sản phẩm này một thời gian, mình không còn thích nữa, mình không còn yêu thích nữa, mình có thể tìm một sản phẩm tương tự khác về mình bán. Bước 2, nếu bạn muốn sở hữu một thương hiệu riêng, nếu bạn muốn có một cái shop riêng cho mình, nếu bạn muốn xây dựng cho mình một đế chế riêng, thì các bạn có thể tìm nguồn hàng, nhập hàng về bán hoặc OEM để tạo sản phẩm riêng cho mình. Bước 3 là lưu giữ data khách hàng, dữ liệu khách hàng, thông tin của khách hàng.
chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ với họ và bán thêm sản phẩm khác. Cho dù bạn đã có sản phẩm riêng để kinh doanh hay bạn bắt đầu bởi công việc làm affiliate, thì nhiệm vụ của bạn là hãy tạo ra những video mà có thể bán được ra đơn. Video giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet, và những cái video đó bắt được lượt xem ở trên mạng xã hội, viral, lan truyền, tạo ra xu hướng để kéo về nhiều khách hàng tiềm năng cho bạn. Tôi tin rằng xem tới đoạn này là bạn đang rất khao khát và thực sự cam kết để có một kênh hoàn chỉnh cho mình, một thương hiệu cá nhân, bán được hàng, ra được đơn, kiếm được tiền cho mình. Vậy nên nhiệm vụ của các bạn bây giờ là bấm vào nút đăng ký bên dưới và bắt đầu hành trình xây dựng một thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, bắt đầu xây dựng một đế chế kinh doanh online cho riêng bạn, bắt đầu hành trình làm affiliate marketing. Hẹn gặp các bạn ở bên trong, bấm ngay vào nút đăng ký ở ngay bên dưới này.